Chào các em, lại là Thầy Thuận đây. Vậy là chỉ còn ít ngày nữa thôi thì khóa VIP của chúng ta sẽ kết thúc. Hành trình chinh chiến thực sự của các em sẽ chính thức được bắt đầu. Hello hello, xin chào toàn thể tất cả các bạn học sinh yêu quý. Hello các bạn. Hello hello, xin chào toàn thể tất cả các bạn học sinh thân mến. Hello các em. Chào mọi người nhá. Hello hello, xin chào toàn thể tất cả các bạn học sinh thân mến. Chào mọi người nhé. Thời gian trôi qua quá nhanh. Nhanh đến nỗi mà thầy còn không nhớ được rằng là mình đã nói được câu chào các em như thế này là bao nhiêu lần nữa rồi. Thế nhưng là thầy vẫn nhớ như in những ngày đầu tiên của bắt đầu của cái khóa VIP của chúng ta. Lúc đó thì chỉ có khoảng 1.000 bạn đăng ký. Nhưng số lượng thành viên ban đầu của đại gia đình lớp VIP của chúng ta dù là ít ỏi, nhưng thầy vẫn cảm nhận được sự nhiệt huyết và nỗ lực của tất cả các em. May mắn thay, lớp VIP của chúng ta thì càng ngày được nhiều bạn biết đến và số lượng đăng ký ngày một nhiều. Được sự tin tưởng và ủng hộ của các em, thầy như được tiếp thêm sức mạnh và sự tự tin để tiếp tục con đường mình đã chọn. Cảm ơn các em đã lựa chọn thầy trong vô vàn các thầy cô giáo khác. Dẫu là chẳng thể gặp mặt trực tiếp, nhưng mỗi một bạn đang có mặt ở đây, đang nghe những radio này, đang xem video này, đều là những người mà thầy trân quý nhất. Thời gian thì sẽ khiến mọi thứ đổi thay. Khó khăn của ngày hôm nay rồi sẽ nhạt nhòa theo năm tháng. Thế nhưng bất cứ khi nào các em nhớ đến lớp học online này, nhớ đến thầy, nhớ đến các anh chị trợ giảng, nhớ đến các chị trợ lý, thì đừng quên rằng mọi người vẫn ở đây, vẫn dõi theo từng bước trưởng thành của các em. Vì vậy, đừng quên rằng nếu em có mệt mỏi quá thì sẽ có luôn có nơi để em trở về. Hello hello, xin chào toàn thể tất cả các bạn học sinh thân mến. Hello các em. Chào mọi người nhá. Chào Thùy Trang. Chào Hạnh Lê. Thầy buổi tối vui vẻ ạ. Ok, cảm ơn Hạnh Lê nhá. Chào Toàn Lê, chào Thùy Trang. Chào bạn Phương Anh. Thầy không thấy comment của em mà, thầy Thuận 2 múi. Đấy, hôm trước vừa nói thầy Thuận 1 múi xong, bây giờ tự nhiên được lên 2 múi rồi đúng không? 2324 nào, đáp án gì đấy các em? Đáp án gì nào, đáp án gì? 22 bố em bảo đi ạ, ách chà. Bố em bảo đi cơ, kinh đấy. Bố em lại giỏi nem rồi gì nhá. Đúng chưa? Mọi người không tin bản thân mình, có một bạn comment rất buồn cười, bạn Minh Nghĩa. Mọi người không tin bản thân mình mà sao toàn bảo người khác bảo đáp án vậy. Ta hãy cùng nhìn ngắm lại chính mình. Những chiến binh không bao giờ bỏ cuộc, những người đang ngày đêm miệt mài chiến đấu vì một tương lai rạng rỡ phía trước. Mãi mãi bay xa, xa rời ta về nơi phương trời. Cùng bác cánh hoa phân rơi ngập đầy nắng vàng, và những chiều mưa ta cùng bước trên đường xưa. Ngày xưa đó mãi mãi bay xa, xa rời ta về nơi chốn ấy. Bao bạn thân khi xưa bên nhau, giờ đây còn lại mình ta trong nỗi nhớ thiết tha. Người thầy ngày xưa dạy chúng tôi không còn,
các em ạ, cánh cửa đại học chỉ là một trong số những vô vàn những thử thách mà các em sẽ phải trải qua. Vì vậy, nỗ lực thôi, đừng quá áp lực về vấn đề thành tích. Thay vào đó, hãy tận hưởng cuộc hành trình này và vượt qua nó bởi một tâm thế lạc quan, hiên ngang nhất. 12 năm qua các em đã cố gắng không ngừng rồi, bởi vậy các em xứng đáng với những thành quả ngọt ngào nhất. Kỳ thi quan trọng nhất của cuộc đời học sinh chuẩn bị sẽ diễn ra. Và thầy hy vọng các em sẽ thật sự bình tĩnh, tự tin và đạt được những điểm số cao như mong đợi. Dẫu có thế nào thì các em cũng là lứa học trò mà thầy sẽ tự hào nhất. Chúc các em vượt vũ môn thành công.